Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Ngọc Trâm. Hôm nay tụi mình cùng đi khám phá một địa điểm rất là đẹp ở miền Bắc nước Việt Nam, đó là Sapa. Sapa là một thị trấn cấp huyện của tỉnh Lào Cai, vùng Tây Bắc Việt Nam. Tính đến năm 2018, thị trấn có dân số là 61.498 người và có diện tích là 677 km2. Sapa là một nơi tuyệt vời mà mọi người nên có cơ hội ghé thăm. Với phong cảnh tuyệt đẹp và con người thân thiện, thật dễ hiểu tại sao Sapa là một điểm du lịch nổi tiếng như vậy. Được mệnh danh là thị trấn trên mây, Sapa là một kho báu quyến rũ của vùng Tây Bắc Việt Nam. Chỉ thoáng nhìn qua nơi đây dễ dàng hấp hồn du khách bởi vẻ đẹp của những thổ ruộng bậc thang xếp tầng, biểu tượng những thung lũng xanh mướt và những ngọn núi màu ngọc bích nằm cạnh nhau. Sapa được biết đến với những ruộng bậc thang nguyên sơ, bầu không khí mát mẻ của vùng núi và cộng đồng của các dân tộc thiểu số. Nó cung cấp vô số cơ hội đi bộ xuyên rừng, đưa bạn qua những sườn đồi đẹp như tranh vẽ của vùng và những ngôi làng dân tộc nhỏ hơn. Được thiên nhiên ưu đãi, không có gì lạ khi Sapa trở thành một trong những điểm đến quyến rũ nhất cả nước Việt Nam. Lần này, tụi mình đi viếng thăm Sapa vào một mùa mưa, nên chỉ có thể ghé thăm bản làng Cát Cát. Ở đây trời mưa rất lớn nên đường phố đều ẩm ướt. Sau khi ăn sáng, tiếp tục đi bộ xuống đường Phan Xipan đến bản Cát Cát ở dưới cùng của thung lũng Mường Hoa. Bản Cát Cát là một ngôi làng của bộ lạc trên đồi gần nhất và là một trong những chuyến đi trong ngày dễ dàng nhất bạn có thể thực hiện được từ Sapa. Làng Cát Cát được thành lập vào thế kỷ thứ 19 bởi các gia đình người Mông và người Dao đến định cư trong vùng để trồng ngô và trồng lúa. Ngày nay, nguồn thu nhập chính của họ dường như đến từ khách du lịch. Vì nằm gần nên bản Cát Cát là một trong những điểm thu hút đông khách nhất ở Sapa. Nơi đây luôn tấp nập khách du lịch trong nước và quốc tế trong trang phục người truyền thống của người Hờ Mông. Bản Cát Cát là một địa điểm không thể bỏ qua ở Sapa, nhất là đối với các cặp đôi. Trong bầu không khí trong lành, tươm tất, lãng mạn và thơ mộng của ngôi làng này, không ai biết tình yêu của họ có thể đạt đến mức độ nào. Mình đang đi ở bản Cát Cát ở Sapa, bản Cát Cát của dân tộc người Mông. Đây, mình cũng là người Mông đây. Cảnh ở đây cũng rất là đẹp, có con suối nữa. Đứng cái mặt thôi ạ. Nay đi nhầm ngày mùa mưa, hơi mưa thành ra đường nó ướt quá. Bây giờ nơi đây nó cũng thành là cái khu du lịch. Đấy, coi bà Điệu kìa, bà Điệu nhà họ Vũ. Bà đi tà bèo bèo. Nè, chào em. Em ẻo con gái đi. Đấy, giống như
giống bản làng chưa các bạn? Đây. Đây nó làm nhiều cái khung cảnh rất là đẹp luôn á. Cảnh bản làng rất là đơn sơ. Thời tiết đẹp nhất ở Sapa là vào mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5 và mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11. Trời nắng và khô ráo vào ban ngày và mát mẻ vào ban đêm, rất thoải mái cho các hoạt động và chụp ảnh. Mặc dù mùa hè tháng 6 tới tháng 8 nóng và ẩm nhưng vẫn mát hơn nhiều so với thành phố nhờ địa hình đồi núi. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tận hưởng thời tiết cực lạnh và đôi khi có tuyết rơi ở Việt Nam, bạn có thể cân nhắc đi du lịch vào mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2. Ở trong cái bản làng này mà nó có cái cảnh này rất là đẹp ghê. Chỉ có con đường mà đi từ trên xa xuống thì nó hơi khó khăn một chút xíu thôi, còn xuống như này thì là rất là đẹp, cảnh thiên nhiên mà. Mấy cỏ ở đây có sương mù nhiều lắm. Sapa cung cấp một số chuyến đi bộ xuyên rừng rất thú vị và một số ngôi làng như Cát Cáp và Tả Phìn có thể được nhìn thấy mà không cần hướng dẫn viên. Đặt một chuyến đi bộ qua đêm để lang thang qua ruộng bậc thang, tắm trong thác nước và tận mắt trải nghiệm văn hóa dân tộc. Ở bên ngoài trung tâm du lịch của Sapa, trong sự thoải mái đơn giản, tại một nhà nghỉ trên đỉnh núi, Sapa là nơi có những nhà nghỉ và homestay tuyệt vời. Nằm giữa những ruộng bậc thang, bạn sẽ sánh vai cùng những người nông dân khi họ trải qua cuộc sống hàng ngày. Thị trấn Sapa đứng ở đầu một thung lũng sâu với những ruộng bậc thang tuyệt đẹp vẫn được canh tác cho đến ngày nay như chúng đã tồn tại hàng thế kỷ. Phong nền không thể ngoạn mục hơn nhiều. Những dải đường quyến rũ dẫn tầm mắt xuống tận đáy thung lũng, những dòng sông nước chảy trắng xóa chảy giữa những cánh đồng lúa và những ngọn núi xanh mướt trải dài tít tắp đến tận tầm mắt. Đỉnh cao nhất trong vùng là đỉnh Fansipang, sừng sững trên đường sườn núi lấm chấm phía trên thị trấn. Ở bản Cát Cát có rất nhiều cái thác đẹp. Thác Cát Cát tên chính thức là Tiên Sa. Nó nằm ở Cát Cát, cách Sapa khoảng 3 km. Ngôi làng mang đến cho bạn dấu hiệu về cuộc sống của người thiểu số, nhưng nó đã mất đi cảm giác địa phương và chuyển thành một ngôi làng du lịch. Vẫn có thể đi bộ ở đây bởi vì khu vực đó rất đẹp, có những cửa hàng nhỏ để mua thực phẩm, đồ uống và đồ thủ công mỹ nghệ của người dân tộc thiểu số địa phương. Thác nước ở Sapa này nằm ở cuối bản, bắc qua cây cầu Thác Cát Cát, được bao quanh bởi cây cối và dòng sông chảy tiếp vào một hẻm núi nhỏ. Điều này làm cho phong cảnh đẹp và yên bình, mặc dù nó vẫn là một phần của điểm tham quan du lịch lớn. Giống như hầu hết các thác nước ở Việt Nam, thời điểm tốt nhất để tham quan các thác nước ở Sapa phụ thuộc vào mùa. Quanh năm có nước chảy xuống, nhưng vào mùa mưa và ngay sau mùa mưa, thác đẹp nhất, với lượng nước đổ ầm ầm xuống nhiều nhất. Mùa mưa ở miền Bắc Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 9. Tháng 9 cũng là thời điểm đẹp nhất để đến Sapa nếu bạn muốn ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng óng,
đang vào vụ thu hoạch. Sáng sớm hôm nay sương mù quá trời luôn, và đoàn của mình là chuẩn bị đi qua Ninh Bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọc Trâm. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Bye bye.